Rồi, với cái bài toán là liệt kê một số có là số nguyên tố hay không, liệt kê các số nguyên tố. Đây bài này, bài 47. Với liệt kê các số nguyên tố nằm trong đoạn từ A cho tới B thì khi đó thì ta sẽ ở đây ta sẽ cho y chạy từ A cho tới B nhá. Trở lại chỗ này thế này. Trong đoạn AB. Để liệt kê được các cái số nguyên tố nằm trong đoạn từ A cho đến B thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đầu tiên số nguyên tố là cái số chứ nguyên dương lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước. Vậy thì để liệt kê các số nguyên tố trong đoạn AB thì ta sẽ thực hiện theo cái cách đó là ta sẽ duyệt tất cả các cái giá trị nằm trong đoạn từ A cho tới B. Nếu y là số nguyên tố, nếu y là số nguyên tố thì ta đưa y ra và khởi tạo p bằng 1, phát hiện là có một nghiệm. Sau vòng lặp for nếu mà nó không có nghiệm nào thì p nó bằng 0, thì vậy thì ta đưa ra chữ nan. Như vậy thì ta đã giải quyết được bài toán theo cái ý tưởng thứ nhất. Vậy bây giờ thì ta sẽ cài đặt luôn. Đây bài 47. Các em có điện thoại thì các em code trên điện thoại, các em có máy tính code trên máy tính. Khi code thì nhớ ta khai báo hai biến AB, ta thực hiện tổ chức chương trình chính. Khi làm việc thì các bạn làm việc với tệp thì hệ thống nó mới chấm được. Đặt tên file đúng với tên bài của chờ được quy định trong đề bài. Ta có thể sử dụng đề bốc thăm hoặc mà cũng có thể sử dụng đề chung cho cả lớp cũng được. Đề bài cho hai số nguyên dương A và B, nhiệm vụ của ta sẽ tổ chức là liệt kê các cái số nguyên tố nằm trong đoạn từ A cho tới B. Vậy thì ở đây ta vẫn sử dụng một cái biến cầm cờ, ta khởi tạo bằng 0. Các bạn nhìn thấy rõ không nhỉ? Để thầy phóng to ra tí. Ta khởi tạo P bằng 0 khi gõ giữa toán tử và toán hạng cách ra. Vậy thì ta cho y chạy từ A cho tới B. Nếu nguyên tố của thằng y mà bằng chu, cái chữ bằng chu này sau này các bạn code quen rồi thì ta bỏ đi được nhá, ta được phép bỏ nó đi, thì ta sẽ thực hiện là hai việc. Các bạn nháy chuột phải chọn format user style cho nó đẹp code lên, thì khi đó ta sẽ thực hiện hai việc. Việc thứ nhất là ta đưa y ra. Bởi vì y có thể có nhiều số nguyên tố, vậy thì ta nhìn vào test đề bài thì ta nhận thấy các số này được viết thành các dòng. Vậy thì ở đây mình sử dụng thằng endline. Sau đó ta sẽ thực hiện khởi tạo biến cầm cờ bằng 1. Sau khi thực hiện xong công việc trên thì ta đã giải quyết xong được bài toán. Bây giờ ta kiểm tra trường hợp cầm cờ của mình nó có thay đổi giá trị không. Nếu nó không thay đổi giá trị thì sẽ out ra chữ nan. Và các bạn nhận thấy rằng với các bạn mà có kỹ năng lập trình tốt, bài này các bạn làm khoảng 3 phút là xong. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện ấn nút chạy thử chương trình. Rồi nó báo hàm nguyên tố chưa có, ta quay trở lên tổ chức một cái hàm nguyên tố để kiểm tra xem một cái số nguyên dương U có phải là số nguyên tố hay không. Có rất nhiều cách tổ chức. Sau đây là một trong những cái tổ. Nếu U nhỏ hơn 2 thì return false. Rồi cho y chạy từ 2
Thì khi đó ta nhận thấy nếu thằng U chia hết cho thằng Y thì điều đó chứng tỏ rằng số U sẽ có 3 ước, 1, Y và U. Thì khi đó ta sẽ return false ở đây. Sau đó ta return chủ đây. Rồi bây giờ ta thử nút chạy chương trình xem sao. Rồi bây giờ ta thêm tệp vào. Ta vào và các bạn nhớ thao tác thêm tệp. Ta vào đây, ta ấn vào nút new file, chọn empty file, chọn yes. Đây là bài 47.inp. Đề bài cho số bây giờ thầy muốn chạy, khi chạy thử lần đầu tiên ta nên chạy test đề bài. Ở đây người ta cho từ 1 đến 10. Vậy thì từ 1 cho đến 10. Rồi ta nút chạy. Nó hiện ra cửa sổ này, thu nhỏ nó lại. Vào view chọn manager. Ta nháy chuột phải chọn add file. Thao tác làm việc với tệp thầy đã gửi lên trên nhóm trên kênh YouTube, các bạn xem lại nhé. Có hướng dẫn làm việc với tệp. Đấy. Thì từ 2357 ta là thầy đúng rồi. Bây giờ thầy thử xem từ 8 đến 9 có số nguyên tố nào không. Đấy, thì nó báo là từ 8 đến 9 không có số nguyên tố nào. Thầy thử từ 1 cho đến 1000 có bao nhiêu số nguyên tố, đó là các số nào. Đấy. Thì các bạn thấy là bài toán của mình nó chạy ra, nó kiểm tra được rất nhiều các cái số nguyên tố nhé. Như vậy thì tới đây ta đã giải quyết ra xong được cái bài toán liệt kê các số nguyên tố trong đoạn từ A đến B. Về tính toán độ phức tạp của giải thuật, ở đây ta for y chạy từ A cho đến B nên độ phức tạp là OB. Cho đoạn này, để kiểm tra tính nguyên tố thì ta mất căn bậc 2 của số cần kiểm tra, như vậy nó sẽ là B nhân với căn B. Vậy thì như vậy thì độ phức tạp của giải thuật của cách này là nó sẽ mất O của B nhân với căn B, và B có thể chạy tối đa là lên tới 10 mũ 4. Nhá, B có thể chạy tối đa 14 vì căn của 10 mũ 4 là 10 mũ 2 nhân với 10 mũ 4 là bằng 10 mũ 6. Rồi. Và với giới hạn của đề bài là cho AB là 10 mũ 6 nên làm theo cách này các bạn được khoảng 80% điểm của bài. Đây tức là 8 5 40 8 2 16 là các bạn được 2/2.5 điểm nếu mà làm theo cách này. Vậy thì để cải tiến cách này thì người ta sẽ nghĩ đến cái giải thuật thứ hai mà ta đang nghĩ đến, đó là giải thuật sàng Eratosthenes. Giải thuật sàng nguyên tố. Tới thời điểm này bạn nào cốt được giải thuật sàng nguyên tố giơ tay cho thầy xem nào. 1, 2, 3, 4. Phía dưới có còn bạn nào đã cài được giải thuật sàng nguyên tố chưa? Thanh và cài được giải thuật sàng nguyên tố chưa? Rồi vậy thì giải thuật sàng nguyên tố được tổ chức để trả lời cho bài toán liệt kê các cái số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến n với chi phí là ON. Với giá trị để liệt kê các số nguyên tố nằm trong đoạn từ A đến B thì các em sẽ sàng nguyên tố cho tới giá trị B, tức là cái giá trị lớn nhất trong cái không gian mình kiểm tra. Vậy thì bước 1 của bài toán thì các em sẽ nhập AB. Bước 2 ta sẽ khởi tạo biến cộng cờ. Bước thứ 3 ta sàng cho tới giá trị lớn nhất. Cái giá trị lớn nhất đây thể hiện đây là trong đoạn số từ A đến B thì ta sàng cho tới thằng B. Và khi đó ta duyệt y chạy, khi sàng nguyên tố thì ta thu được một cái mảng FI lưu trạng thái các số y có phải là số nguyên tố hay không. Khi đó khi ta duyệt từ A đến B, nếu y là số nguyên tố thì ta thực hiện đưa y ra. Đấy, và đánh cầm cờ. Như vậy thao tác kiểm tra tính nguyên tố của một số bây giờ nó chỉ là mất một phép tính nữa thôi. Vậy độ phức tạp của chung của giải thuật sẽ bằng là O của giải thuật sàng cộng với O của cái giải thuật duyệt, và độ phức tạp của nó đang là OB. Vậy B chạy được tối đa lên tới 10 mũ 6. Làm theo cách này thì các bạn sẽ đạt được điểm tối đa của bài nhé. Vậy còn cái sàng Eratosthenes thì các bạn nhận thấy tư tưởng của giải thuật sàng người ta sẽ làm như sau. Ban đầu thì người ta khởi tạo tất cả các mảng FI bằng chu, bằng cái câu lệnh memset. Ở trong C cộng cộng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh memset mảng F với bởi giá trị chu với size of S. Cái chỗ này các bạn ghi lại thì mình biết nào. Đây là giải thuật sàng nhá, sàng Eratosthenes. Các bạn tổ chức nó thành một cái voi sàng. Cho tới một cái giá trị U.
Rồi vậy thì ban đầu thì người ta quan niệm rằng tất cả các số đều là số nguyên tố. Nên ta sẽ thực hiện bắt đầu ta xem tất cả các mọi số là số nguyên tố. Sau đó ta xem phần tử số 1 không phải là số nguyên tố. Chắc chắn nó sẽ ta xóa số 1 đi. Bắt đầu từ thừa số y bằng 2, ta xóa đi tất cả các bội số của các cái số nguyên tố. Với y bằng 2 thì ta thấy chừng nào mà y là còn nhỏ hơn bằng n. Đây là thầy code trên Python, vậy thầy sửa lại thầy chi cộng cộng. Nếu fi bằng chu, chứ bằng chu các bạn có thể bỏ đi. Thì chứng tỏ y là số nguyên tố, à là y là số nguyên tố thì ta đi xóa đi tất cả các bội số của nó. Để xóa đi tất cả các bội số thì ta sẽ thực hiện khởi tạo k bằng 2 là thừa số thứ nhất, 2 nhân y, 3 nhân y, 4 nhân y, tổng quát lên tới k nhân y. Vậy thì chừng nào k nhân y của mình đang còn nhỏ hơn bằng u. Ở đây ta sửa lại cho nó chạy tới u nhé, bởi vì mình đang sàng cho tới giá trị u mà. Chừng nào y bình đang còn nhỏ hơn u thì thực hiện, nếu y chưa bị xóa thì ta khởi tạo xóa đi tất cả các bội số của y. Sau khi xóa đi ta được tất cả các bội số của y rồi thì chứng tỏ rằng tất cả các thừa số của nó, các bội số của nó đã được xóa, đó là các số không phải là số nguyên tố. Thì ta lại tăng y lên. Chỗ này ta có thể sử dụng y cộng cộng, trong Python là y cộng bằng 1. Rồi ngược lại. Ngược lại thì khi gặp một thừa số mà khi gặp một cái số mà nó đã bị xóa rồi thì ta sẽ tăng y lên để tìm cái số nguyên tố bên tay phải đầu tiên mà chưa bị xóa. Vậy thì ta tăng y lên một đơn vị. Rồi, quá trình chạy trên xong thì ta thu được các cái thừa số nguyên tố. Các thừa số nào nguyên tố nào đã bị xóa rồi thì đó không phải là số nguyên tố, những số không bị xóa đó là số nguyên tố. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thực hiện công việc là cho y chạy từ 2. Đấy. Khi đó ta à không, khi sàng ta chỉ thực hiện mỗi như này thôi. Như vậy trên đây là cái giải thuật sàng nguyên tố để thầy cho nó bé lại để cho mọi người dễ nhìn hơn. Mảng F các bạn khai báo một cái mảng bool ở đây trên nhá. Có tối đa n mác phân tử. Thì khi làm bài toán theo cách 2 này thì các bạn sẽ đạt được điểm tối đa của bài này. Còn đây là phần khung chương trình. Vậy thì cái hay nhất của giải thuật sàng nguyên tố đó là sau khi sàng xong ta thu được một cái gọi là mảng ép lưu trạng thái các số có là số nguyên tố hay không. Đây là một trong những giải thuật cơ bản đã được giới thiệu, thì hy vọng là các em sẽ làm chủ được nó. Như vậy thì trên đây thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán đi kiểm tra một liệt kê tất cả các số nguyên tố trong đoạn từ A cho tới B. Hy vọng các bạn về nhà tiếp tục ôn với 20 bài tập ở bên trên để có thể làm bài tốt được. Cái bài làm của các bạn sẽ nộp vào lên trang jusolen.ddns.net nhé. Bạn nào mà chưa có tài khoản mà hoặc là vào không được nhớ nhắn tới thầy để thầy reset lại hoặc là cấp mới tài khoản. Ở cái video này thầy cũng đăng lên trên kênh YouTube, tí nữa về các bạn có thể xem lại để cốt lại. Bye bye.